Xin chào quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thông tin kỹ thuật của giống lúa OM52 nha quý vị. Giống lúa này là của Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long nghiên cứu và lai tạo nên. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Thì cái chuyên đề hạt giống lúa OM52 này chúng ta sẽ làm trực tiếp ngoài đồng ruộng và chúng ta thấy rằng là qua cái hình ảnh này thì cái giống lúa này nó đem lại cái năng suất khá là tốt và đây là chúng tôi chia sẻ với quý vị nó là một cái loại gạo dinh dưỡng nha quý vị nha. Gạo nó có cái màu hồng đẹp, rất là đẹp. Chúng ta đang đứng trên một cái ruộng này, nó có cái màu lúa rất là đặc biệt so với lại cái giống OM341 thì nó thấp hơn cái gì ha. Chúng ta thấy nó thấp hơn cái chớn rất là rõ ràng. Nhưng mà lá đồng xanh khỏe và đặc biệt là không có một vết tì vết bệnh nào hết. Và hạt lúa thì vô gạo mẩy sáng đều như thế này. Chúng ta thấy rằng là cái màu lúa rất là đẹp. Và giống lúa này có tên là giống lúa OM52. Giống lúa này nó rất là đặc biệt quý vị, nó có cái hạt gạo màu hơi hồng đỏ, nếu như gạo lứt thì nó có màu đỏ tím. Đây là một cái điều kiện rất là đặc biệt và gạo này nó có nhiều cái dinh dưỡng cho cái người ăn kiêng, nên là đây cũng là một cái giống chúng ta cần phải review. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một số cái thông tin kỹ thuật về cái giống lúa OM52 nhé. Giống lúa OM52 nó có nguồn gốc từ tổ hợp lai là cái giống lúa Tài Nguyên Đục và cái giống Tàu Hương so với lại cái FNL487 được lai tạo bởi Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long. Về cái đặc tính nông học thì cái thời gian sinh trưởng của nó là từ 95 đến 100 ngày, số bông trên 1 mét vuông là từ 290 đến 320 bông, tức là cái giống này cũng khá là chịu được cái tính xạ dày ha. Và số hạt chắc trên bông là 70 đến 90 hạt, khối lượng 1.000 hạt là từ 24 đến 25 gram. Tiềm năng năng suất là từ 5 đến 8 tấn trên 1 hecta, tỷ lệ gạo nguyên là 63 đến 68%, không bị bạc bụng. Chiều dài hạt gạo là từ 7,5 đến 7,6 mm, hạt gạo này khá là dài không quý vị ha. Và độ trở hồ là cấp độ 1, độ bền gieo là 78 đến 83 mm, hàm lượng amilo là từ 15 đến 17%, hạt gạo nó có màu đỏ. Và tính chống chịu, nó phản ứng với gạo nâu là ở cấp 5, đậu ôn cấp 3, bạc lá cấp 7 trong điều kiện thanh lọc nhân tạo. Và chúng ta sẽ cùng nhau khám phá xem hạt gạo nó đỏ như thế nào nhé. Đây thưa quý vị, đây là cái hạt gạo nó có cái màu đỏ hồng quý vị ha. Màu đỏ hồng và đây là hạt gạo nó lứt thì nó có màu đỏ hồng hơi đậm như thế này. Nhưng mà khi mà chúng ta xay nhuyễn thì nó còn màu hồng ít hơn. Với là cái giống này thì chúng ta thấy rằng là giống OM52 này, đây là cái giống rất là tiềm năng dành cho những người ăn kiêng. Chúng tôi muốn chia sẻ đến quý vị về cái giống này, nó có cái màu hạt gạo đỏ, đỏ hồng ha. Đó là một số cái thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về cái giống lúa OM52 có ở tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long đang được trình diễn. Và chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến quý vị để quý vị cùng xem và chia sẻ đến nhiều bà con hơn để biết về giống lúa này. Đây là một giống lúa rất là tiềm năng trong điều kiện canh tác hiện nay. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và chia sẻ video của quý vị. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại ạ. Và chúng tôi xin được thông tin thêm với quý vị là trong cái ngày đánh giá các cái giống lúa trình diễn vụ đông xuân 2022-2023 tại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long ngày 16 tháng 2 năm 2023 thì giống lúa OM52 được đánh giá là một cái giống nhóm A2 ngắn ngày, gạo hạt dài, đây là nhóm gạo dinh dưỡng và được đánh giá rất là cao bởi 500 đại biểu khách mời và họ rất quan tâm với giống này. Và để bà con chúng ta tiện liên hệ với lại Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long để tìm hiểu thêm những đặc tính của các cái giống lúa thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị hai cái số điện thoại. Số thứ nhất là của anh Đoàn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm Chuyển giao Kỹ thuật Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, số điện thoại 0974 875 145. Và số điện thoại thứ hai là của Tiến sĩ Mai Nguyệt Lan, Phó phòng Khoa học Hợp tác Quốc tế Viện Lúa Đồng bằng Sông Cửu Long, số điện thoại là 0962 517 545. Đó là những thông tin chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị về giống lúa OM52, nhóm gạo dinh dưỡng. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi và đóng góp ý kiến xây dựng video của quý vị. Hãy nhấn đăng ký và chia sẻ để cập nhật nhiều thông tin mới nhất từ kênh nhé quý vị. Hãy ủng hộ kênh của chúng tôi nếu thấy hữu ích nhé. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.